thân ái, kính chào quý vị khán giả của VietTV. Kính thưa quý vị khán giả, đã 78 năm người dân Việt Nam chúng ta được sống trong không khí ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày đã ăn vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Ngày mở ra một chương mới của dân tộc Việt Nam với bao thăng trầm biến cố của lịch sử. Bao thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Chúng ta tự hào về một dân tộc Việt Nam ngày hôm nay, nhưng những thách thức ở phía trước vẫn không hề nhẹ, vẫn không hề giảm bớt, đòi hỏi những người được giao trọng trách lãnh đạo đất nước phải luôn nêu cao trách nhiệm với vận mệnh của đất nước. Xứng đáng với thế hệ cha ông đã không ngừng đấu tranh để cho đất nước chúng ta có được hòa bình như ngày hôm nay. Việc nhận diện những thuận lợi, những khó khăn thách thức cùng âm mưu chi phối can thiệp của các nước lớn là một điều cực kỳ cần thiết để có những phương cách hóa giải mọi nguy hiểm có thể đến với an ninh của đất nước. Cảnh giác không bao giờ thừa. Thưa quý vị khán giả, VietTV vô tình đọc được một bài viết trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mặc dù đã biết trước là vẫn còn một bộ phận người Việt hải ngoại nằm trong các tổ chức phản động lưu vong, luôn nung nấu quyết tâm lật đổ chế độ tại Việt Nam. Nhưng không khỏi giật mình khi đài VOA đã viết tiêu đề như sau: Diễn đàn Vì sao Cộng sản Việt Nam suy mà chưa sụp. Mặc dù đây là một bài viết cách đây đã khá lâu, nhưng hiện nay tư tưởng của nó vẫn còn nguyên vẹn. Nguyên vẹn ở hai nghĩa. Thứ nhất, đó là tư tưởng của đài VOA. Thứ hai là âm mưu tư tưởng của những kẻ tôn thờ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ mà thường họ vỗ ngực là người quốc gia với dã tâm không hề thay đổi. Họ chỉ thay đổi phương thức mà thôi. Vì vậy, VietTV sẽ chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta nhìn rõ tư tưởng thù địch, tư tưởng chống phá quyết liệt đến cùng, cũng như sự ngu dốt về chính trị của những kẻ có tư tưởng quỳ gối rước ngoại xâm về giày xéo non sông Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị khán giả, bài viết được đăng tải trên VOA có cái tên, tác giả là Thiện Ý. Khả năng đây là bút danh và chúng ta cũng không biết đó là ai. Nhưng việc nó được đăng tải trên đài VOA cho thấy thông điệp của cả tác giả lẫn đài truyền thông này là cùng một mục đích như nhau. Bài viết của cái đài thổ tả này có tiêu đề như sau: Vì sao Đảng và chế độ độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam đã từng có lúc suy yếu đến tột cùng như thế mà không bị sụp đổ? Hỏi chấm. Và cái kẻ mà có đầu óc bệnh hoạn này đã phân tích, bình luận, bôi nhọ, xuyên tạc, kích động, bạo loạn nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo cũng như công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận sự hy sinh của bao nhiêu thế hệ người Việt Nam trong 4 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đó là Pháp, Mỹ, Trung Quốc và quân Khmer Đỏ, Campuchia. Thưa quý vị, VietTV xin lược trích một số ý chính để chúng ta cùng hiểu những kẻ đang chống phá Việt Nam, chúng nghĩ gì, làm gì để có thể đạt được mục đích mà chúng mong muốn và vạch ra. Thứ nhất, chúng phân tích về nguyên nhân tại sao chế độ Cộng sản Việt Nam suy mà chưa sụp đổ. Chúng nói như sau: Đế quốc Liên Xô sụp đổ kéo theo sự sụp đổ tan tành của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Nhiều người dự đoán rằng chế độ tại Việt Nam chắc chắn sẽ không tồn tại bởi vì chỗ dựa chỉ là Liên Xô. Điều này chúng nói không sai. Việc chúng dự đoán chắc chắn như vậy là điều cũng không lạ. Nhưng còn có những người cộng sản đã từng kinh qua chiến tranh cũng tưởng như vậy. Đại tá Bùi Tín là một ví dụ điển hình. Ông ta đã trốn biệt ở Pháp trong một chuyến được cử đi công tác để chờ Cộng sản Việt Nam sụp đổ, thì quay trở về để chiếm một chân trong hệ thống lãnh đạo cao hơn vị trí hiện tại của ông ta. Và kết quả thế nào thì quý vị đã biết, càng ngày Cộng sản Việt Nam càng lớn mạnh. Và đến khi ông ta nhắm mắt trong sự ghẻ lạnh của mọi người, ông ta cũng không hiểu tại sao mình giỏi như vậy mà lại nhận định sai.
thật hết sức là đáng trách và cũng hết sức là đáng thương cho ông đại tá Bùi Tiến. Và cái tên Thiện Ý này đã nhận xét giai đoạn đó về Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức ngu dốt như sau: tình hình trong nước suy đồi toàn diện, nội bộ Đảng Cộng sản thì phân hóa cùng cực, chế độ thì mất lòng dân, đất nước thì nghèo đói nhất thế giới, lại bị Hoa Kỳ và các nước đồng minh cấm vận, bị bao vây cô lập trên trường quốc tế vì chế độ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Sự ngu dốt của Thiện Ý là ở chỗ không phải Mỹ cấm vận Việt Nam vì nhân quyền, mà Mỹ muốn trả mối thù Mỹ đã thua sau 20 năm can thiệp vào Việt Nam. Điều này được chứng minh bằng việc hiện nay Mỹ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách vi phạm đặc biệt về nhân quyền, tôn giáo. Nhưng Mỹ lại rất muốn nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam chúng ta. Con bài nhân quyền, nước Mỹ rất biết sử dụng đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. Nhưng tất cả đều phải phục vụ lợi ích của nước Mỹ. Những cái kẻ chống cộng làm sao mà hiểu được tại sao Cộng sản Việt Nam không đổ mà vẫn vững vàng như bàn thạch. Và cái diễn đàn Tại sao Việt Nam suy mà không sụp trên đài VOA đưa ra các nguyên nhân như sau. Thứ nhất là tương quan lực lượng giữa Việt Cộng và các lực lượng chống cộng gọi là quốc gia không tương xứng. Điều này họ nói không sai, nhưng những kẻ hiện đang chống phá Việt Nam nên nhớ rằng ngay khi họ cờ vàng ba que đang duy trì quân đội hàng triệu người, được Mỹ trang bị khí tài đến tận chân răng, được Mỹ trả lương, được Mỹ chỉ đạo, được Mỹ hỗ trợ không quân chiến lược và ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa, được đánh giá là có sức mạnh chiến đấu hạng tư thế giới, vậy mà còn bị Cộng sản Việt Nam đánh cho chạy tụt quần, chạy thục mạng, chạy không ngoái đầu lại, tẩu thoát thẳng sang Hoa Kỳ. Thì bây giờ làm gì có cái gọi là tương quan lực lượng với Cộng sản Việt Nam? Cái thứ hai đó là vì yêu cầu của thế chiến lược toàn cầu mới, hậu chiến tranh lạnh, muốn triệt tiêu Việt Cộng một cách hòa bình bằng sự chuyển hóa qua một quá trình thời gian, không dùng bạo lực lật đổ và thay thế bằng bất bạo động. Về điểm này họ nói cũng không sai, nhưng chính sách của Mỹ thay đổi không phải là tự nhiên, mà là do dùng bạo động không được, muốn lật đổ về bạo động không xong. Các tổ chức phản động lưu vong đều bị Cộng sản Việt Nam bóp từ trong trứng nước và đập mọi âm mưu đưa cái ngòi nổ bạo loạn vào trong nước. Như các cái vụ xâm nhập của Võ Đại Tôn, Trần Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, Hoàng Cơ Minh, nên các ông chủ của các cái tổ chức này mới chuyển sang chiến lược gọi là bất bạo động. Bởi cái chiến lược này không tốn một viên đạn mà đã lật đổ được nhiều chế độ không đi theo quỹ đạo của Mỹ. Sự bất lợi mà diễn đàn của VOA nêu ra chính là bất lợi vì những người lãnh đạo Việt Nam đã nhìn rõ, nhìn thấu âm mưu bất bạo động đó. Điều này được chứng minh bằng những kẻ thực hiện âm mưu đó lần lượt bị tống vào nhà đá và thỉnh thoảng lại được làm những cái món quà tặng cho Mỹ. Điều này chính là do họ khẳng định chứ không phải là Việt Nam nói. Cái thứ ba là vì Hoa Kỳ và các cường quốc dân chủ muốn cải tạo Việt Cộng thành công cụ chiến lược mới ở tại khu vực, nên không chủ trương lật đổ Việt Cộng để thay thế bằng người Việt quốc gia. Vì vậy Hoa Kỳ đã coi Việt Cộng là đối tác, không là đối phương, nên đã không hỗ trợ cho các cái hoạt động lật đổ, mà chỉ coi là dùng người Việt quốc gia như một lực lượng làm áp lực đối với Cộng sản Việt Nam khi cần mà thôi. Ở đây chúng ta có thể thấy chính những cái kẻ đang tôn thờ lá cờ vàng ba sọc đỏ đang tố cáo âm mưu ý đồ của Mỹ đối với Việt Nam chúng ta, đó là cải tạo Cộng sản Việt Nam thành công cụ cho Mỹ, có nghĩa rằng nếu kế hoạch này của Mỹ thành công thì Cộng sản Việt Nam cũng làm công cụ, làm tay sai giống như cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, bù nhìn tay sai như ngày xưa. Nhưng chắc chắn những người Cộng sản Việt Nam không có tư tưởng, không có chủ trương làm tay sai, làm công cụ cho Mỹ giống như cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa. Chính sách 4-0 của Việt Nam đã luôn khẳng định điều đó. Những kẻ này cũng tố cáo luôn Hoa Kỳ là họ dùng lực lượng người Việt quốc gia chống cộng ở hải ngoại để làm áp lực đối với Cộng sản Việt Nam trong nước khi họ cần. Thật là lạ lùng khi họ tự nhận mình là kiếp tay sai mà không hề thấy xấu hổ. Khi họ luôn nói họ là những người có danh dự, có trách nhiệm với Tổ quốc.
sự xấu hổ đến không còn liêm sỉ nhân cách của người Việt ở chỗ hiện nay họ muốn làm công cụ, muốn làm tay sai cho Mỹ mà còn chưa được làm. Có nghĩa rằng những người Việt quốc gia hiện nay cứ ngồi chờ khi nào Mỹ bật đèn xanh thì mới được ào lên tấn công vào thể chế hiện hành của Việt Nam chúng ta. Cái thứ tư họ cho rằng vì Trung Cộng vẫn cột chặt Việt Cộng trong cái vòng kim cô nên dù đa số đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phản tỉnh muốn thoát Trung để chuyển hóa chế độ theo lòng dân cũng khó. Đây là cái luận điệu xuyên suốt trong bao nhiêu năm qua họ vẫn luôn ra giả nói Việt Nam là tay sai của Trung Quốc, là công cụ của Trung Quốc. Họ chưa bao giờ nhìn nhận hàng nghìn liệt sĩ Việt Nam đã ngã xuống trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc chống quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh. Và giờ đây cần phải có một chính sách ngoại giao mềm dẻo trước con hổ Trung Quốc mới có thể đảm bảo được cuộc sống hòa bình. Có hòa bình mới có điều kiện xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng, đảm bảo được những gì chúng ta hiện đang có ở trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Việc khẳng định Biển Đông, khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam luôn là một quan điểm xuyên suốt trong việc đấu tranh với Trung Quốc trên Biển Đông. Với Trung Quốc, đối sách của Việt Nam là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Chủ trương này được gọi là thượng sách và đúng đắn nhất trong giai đoạn hiện nay. Những kẻ có tư tưởng quỳ gối như các tổ chức người Việt lưu vong hiện đang chống cộng chỉ suy đoán từ bụng ta ra bụng người. Với họ dù có làm tay sai, dù có làm công cụ nhưng chỉ cần đó là tay sai, là công cụ của Mỹ là họ ok. Họ cho là minh mẫn, họ cho là sáng suốt và chính cái sáng suốt đó của họ đã khiến cho Việt Nam mất quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc vào năm 1974. Mỹ đã bật đèn xanh làm ngơ cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, khi đó trong tay của Việt Nam Cộng Hòa. Đổi lại sự làm ngơ của Mỹ, Trung Quốc đã dừng toàn bộ viện trợ cho miền Bắc Việt Nam. Không những vậy, còn quay ra thù địch và tiến hành cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 1979 đối với nhân dân Việt Nam theo như những gì đã bàn bạc và cam kết với Hoa Kỳ. Lịch sử đã trao cho cái thể chế thây ma Việt Nam Cộng Hòa được 20 năm gìn giữ lãnh thổ phía Nam. Ấy vậy mà lại để cho Trung Quốc lấy mất Hoàng Sa, để bây giờ chưa có cách nào khả thi để có thể lấy lại được quần đảo đã mất. Kính thưa quý vị, được cái họ cũng đã biết thừa nhận những kẻ chống cộng hiện nay là đã thất thế kể từ sau khi Việt Cộng cưỡng chiếm được miền Nam vào năm 1975. Người quốc gia không còn lãnh thổ, chính quyền quân đội mất tư thế của một quốc gia trên trường quốc tế. Thực ra những kẻ này ít nhiều vẫn còn sức mạnh, nếu họ đoàn kết được thành một khối thống nhất thì lực lượng này ít nhiều cũng có thể có những cái tác động gây khó khăn cho nhà nước Việt Nam chúng ta. Nhưng thật đáng tiếc cho họ là ông Nguyễn Cao Kỳ đã khẳng định về họ như sau: tôi nghĩ là không, và không bao giờ người Việt có một tổ chức thống nhất. Giờ đây toàn là anh kèo anh cột, toàn là anh gian lận cả. Những anh viết sách báo thì cũng toàn là bồi bút hạng bét, diễn tuồng không ai xem. Nhận xét của ông Nguyễn Cao Kỳ sao mà đúng đến thế, và cái bài viết của tác giả Thiện Ý đúng là một bồi bút hạng bét thật sự. Vẫn còn khá nhiều sự phân tích, nhận định trong cái bài viết này, nhưng thiết nghĩ như vậy đã đủ để chúng ta hiểu tư duy, trí tuệ của những kẻ đang thù hận Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự tin tưởng Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ đang ngày càng rời xa tầm với của họ. Đó là điều đương nhiên, vì chính nghĩa bao giờ cũng thắng phi nghĩa. Lịch sử Việt Nam luôn ghi danh những người có công xây dựng và đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi của Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ mãi mãi được lưu danh trong sử sách, và công lao đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, không ai khác thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhân dân Việt Nam anh hùng. Bất cứ chủ nghĩa gì, cộng sản hay tư bản thì cũng chỉ là phương tiện, là mục đích để xây dựng đất nước được độc lập, người dân được ấm no hạnh phúc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, có độc lập rồi mà người dân vẫn không có cơm no áo lành thì độc lập tự do cũng không có ý nghĩa gì.
đây là chân lý sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc phấn đấu một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như mục tiêu của nhà nước Việt Nam đặt ra chính là để thực hiện tất cả những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Kính thưa quý vị, hôm nay Bảo Ngọc xin chia sẻ với quý vị một số nội dung liên quan đến ngày lễ trọng đại của đất nước, đó chính là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong các chương trình sau. Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV.